Sưởng tủ lavabo xin chào tất cả vị khách hàng. Ngày hôm nay Sưởng Hyundai xin giới thiệu đến tất cả vị khách hàng mẫu tủ kích thước 61, sâu 47 và chiều cao là 40 cm. Và cái mẫu trước mặt chúng ta đây thì bên mình có cái thiết kế đó chính là hai cánh mở và hai hộc kéo bên hông bên phải. Thì đây là cánh mở, đây là một cánh mở và phía bên trong rất là rộng rãi cho khu vực chúng ta để đồ và chứa cái bộ xả. Rồi đây là hộc kéo trên và đây là hộc kéo dưới. Đó, nó có đủ cái không gian và diện tích cho chúng ta để những cái đồ dùng hàng ngày trong phòng tắm. Rồi về cái màu sắc tủ trước mặt mình đây thì sao, nó sẽ là màu là thân màu đen và cánh cửa là màu trắng trơn. Cánh cửa màu trắng trơn và bên những cái khe mở cửa này thì bên mình cũng có trang bị thêm đó những cái khe màu đen này để nó làm nổi lên cái mặt tủ lên. Khi chúng ta ráp lên phòng tắm thì nó sẽ có cái sự phối màu nó hòa hợp hơn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn chứ nó không còn đơn điệu nữa ha. Thì và cái bồn sứ bên trên thì bên mình là sử dụng cái bồn sứ âm tràn viên. Phủ mặt tủ là nó ôm trọn cái phần mặt tủ luôn. Thì cái bồn sứ này nó liền một khối, như chúng ta thấy đây liền một khối đây. Liền mặt tràn viền như thế này và liền một khối ôm trọn cái mặt tủ luôn. Thì nó đem lại cái sự đó, nhất là sự sang trọng nè, cái thứ hai đó là sạch sẽ nè, gọn gàng. Chúng ta thấy ở đây là sẽ không còn những cái vết bám dơ ở đây nữa. So với những cái tủ mà có cái mặt đá bên trên xong rồi cái bồn âm dưới mặt đá thì sẽ không còn những cái không còn chỗ để nấm mốc hay bẩn nó bám dơ vô đó nữa. Đây thì rất là sạch luôn, khi chúng ta vệ sinh chúng ta cần lau qua cái mặt luôn thì nó sạch hết đó. Đây chúng ta thì thấy là nó khác biệt hoàn toàn so với những cái tủ và mặt đá xong rồi cái bồn sứ âm dưới ha đó. Rồi về cái bồn sứ này thì bồn sứ này chất liệu của nó là sứ thuần khiết, phủ men thế hệ mới Clean Nano, chống gấp đôi kháng khuẩn, chống mắm bẩn và chống ố vàng đó. Thì cái bồn sứ chúng ta sử dụng yên tâm hàng ngày, không sợ bị thấm hay ố ha. Chúng ta ví dụ như sử dụng phẩm màu nó cũng sẽ không thấm vào, giống như là đá thường nha, nó sẽ không thấm vào nên là chúng ta sử dụng rất là an toàn và nó sẽ tiện lợi hơn khi chúng ta là vệ sinh sạch sẽ, nó dễ dàng hơn đó. Về chất liệu tủ thì chất liệu tủ bên mình á, từ trước giờ bên mình có chỉ là một loại chất liệu, đó là nhựa PVC lõi đặc, chống nước, chống mối mọt tuyệt đối, và nó có cái đặc biệt đó nữa là đó là nó chống cháy và chịu được sự va đập mạnh. Chứ bên mình không có sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp nhé. Đó thì chất liệu nhựa PVC lõi đặc thì nó sẽ có những cái đặc tính đó, nhất là chống nước, chống mối mọt tuyệt đối nè, chống cháy, chịu được sự va đập mạnh nè. Đó. Đây. Cái nhựa lõi đặc á thì khi mà nó rất là cứng chắc, cứng gần như là gỗ công nghiệp vậy đó, cứng rất là cứng chắc nha. Đó, nhưng mà nó có độ dẻo nữa, cái nhựa này bên mình làm nó sẽ có độ dẻo nữa chứ không phải là như những một số chỗ khác người ta sử dụng là nhựa, cũng là nhựa PVC nhưng mà cái thành phần bột, cái thành phần nguyên liệu bột đá nó cao hơn nhiều so với thành phần nhựa nên nó dẫn đến là cái tủ rất là cứng nặng, nhưng mà thực ra nó lại rất là bột đó, nên là nó sẽ vẫn không được chắc chắn, nó không có độ dẻo dai như tụi mình là cái thành phần nhựa nó lên đến là 60%, còn những cái chất liệu nhựa loại rẻ thường khác thì cái mật độ mà thành phần bột đá là lên đến là 60% đó, nên là nó sẽ giòn hơn ha. Còn đối với những cái tủ nhựa bên mình thì là cái thành phần nhựa là 60% nên là nó sẽ rất là không những cứng mà còn dẻo nha, cứng và dẻo thì đó sẽ đem đến những cái độ là thứ nhất là bám vít rất là cao chắc chắn nha. Khi chúng ta mở cửa mạnh tay nè, so với những va chạm hàng ngày á thì những con bản lề kia nó sẽ không bị ảnh hưởng, nó không bị lung lay, không bị rớt cánh hay là xệ cánh nha, thì nó an toàn hơn so với những cái loại tủ chất liệu khác đó. Còn về cái chất liệu mà gỗ công nghiệp á thì một số nơi cũng làm tủ để bán vẫn sử dụng được nhưng mà nó vẫn là bị thấm nước nha, tại vì khi họ bán tủ họ chỉ quảng cáo là nó chỉ là kháng ẩm thôi, dừng lại ở mức độ kháng ẩm chứ không có hề là chống nước, chống mối mọt ha. Đó, đây là những cái tủ gỗ công nghiệp, cho dù giá rẻ hay là nhìn đẹp bắt mắt như thế nào đi nữa thì chúng ta sử dụng chỉ vài tháng thôi, mà nếu mà trong cái môi trường mà ẩm nước thường xuyên, nước dính nhiều á thì chỉ cần vài tháng thôi là nó sẽ bị ngấm nước và bung dột hết lên nha. Đó là chúng ta lưu ý những cái phần đó. Rồi khi chúng ta lựa tủ thì chúng ta nên là mua những loại tủ chất liệu nhựa PVC, nhưng mà nhựa PVC phải nhựa loại tốt đó nha, chứ còn một cái loại mà bột đá nhiều á thì nó vẫn rất là giòn và nó dễ bị bung đó. Đây mình quay nha. Đây cái tủ mình vẫn còn cái tấm, đây là cái tấm màng lột nha, chứ không phải là cái màu thân tủ nha. Ở khi là sử dụng đó chúng ta sẽ lột ra đó chúng ta sử dụng cái lột ra, đó là màng bảo vệ, khi mà bên mình giao hàng tới á, thì nó sẽ còn cái tấm màng đó thì chúng ta sử dụng, chúng ta lột ra để cho nó bảo vệ khi chúng ta trong quá trình lắp lên. Đấy, mình qua lại một vòng nhé. Và cái tủ này kích thước là 61, sâu 47 và cao là 40 cm đó, hoàn toàn đủ sức chứa cho những cái vật dụng hàng ngày của chúng ta đó. Và cái chất liệu nhựa này chúng ta có thể là, thứ nhất là rửa nước trực tiếp thoải mái nè, cái thứ hai đó nữa là chúng ta có thể là ngâm nước trực tiếp cũng được, không sao hết nha.
nhờ chất liệu nhựa mình bao luôn, bao ngâm nước luôn, thoải mái, không vấn đề gì hết, kể cả ngâm từ ngày này qua tháng nọ vẫn không vấn đề gì luôn. Rồi vừa rồi mình vừa mới giới thiệu đến tất cả vị khách hàng mẫu tủ kích thước là 61 sâu 47 và cao 40 cm, bồn sứ phủ mặt tủ. Khách hàng nào muốn đặt hàng thì vui lòng liên hệ đến số hotline mình có để trên màn hình hoặc trong phần mô tả đó, khi chúng ta liên hệ đó sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ chúng ta. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả vị khách hàng trong những video tiếp theo.